Ok, xin chào các bạn và ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với lesson 5 của team 3. Có nghĩa là chúng ta sẽ đến cái lesson mà chúng ta review lại toàn bộ cái mà chúng ta đã được học, đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta được học cái gì? Chúng ta đã được học về numbers and shapes, đúng không nào? Có nghĩa là gì? Là học về số và học về hình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Listening. Okay, đây là... Listen and tick the box. Đây là phần Look at the pictures. Listen. There is one example. Okay. How many triangles? Two triangles. Okay. Can you see the tick? This is an example. Now listen and tick the box. Đây chính là phần mà các bạn sẽ ôn tập lại xem các bạn có nghe được không, đúng không nào? Ví dụ như ở đây là how many triangles? Thì câu trả lời của người ta là two triangles, có nghĩa là hai hình tam giác, thì chúng ta sẽ phải tick vào cái hình mà có hai hình tam giác, đúng không nào? Đó, thì tương tự như vậy, bây giờ cô sẽ mở video cho các bạn ở đây nha. One. How old are you? I'm 10. Ok, các bạn nghe được không nào? Chúng ta cùng nghe lại nhá. I am... Cô sẽ mở number 2 luôn ha. Wow, mạng chậm quá ha. Tại sao không được ta? Listening. Listen and tick the box. Look at the pictures. Listen. There is one example. How many triangles? Two triangles. Okay. Can you see the tick? This is an example. Now listen and tick the box. Okay, number one. One. How old are you? I'm 10. Ok, các bạn nghe được rồi đúng không? Bây giờ cô sang bức tranh số 2 nha. Listening. Listen and tick the box. Look at the pictures. Listen. There is one example. How many triangles? Two triangles. Okay, can you see the tick? This is an example. Now listen and tick the box. Okay, bây giờ cô sẽ tick the box two nha. Two. How many circles? Okay. Three circles. Okay, các bạn đã nghe được chưa nào? Circle or rectangle or triangle. Các bạn nghe hình gì thì các bạn sẽ tick vào đó cho cô nha. Oh, number 3, khó nghe quá ha. Phần mềm của cô bị lỗi rồi. Các bạn sẽ, cô sẽ gửi lại file nghe này cho các bạn nha. Listening. Listen and tick the box. Look at the pictures. Listen. There is one example. How many triangles? Two triangles. Can you see the tick? This is an example. Now listen and tick the box. Three. How old are you? I'm 5. Rồi, các bạn nghe được không nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo nha. Ok. Phần này của chúng ta sẽ là reading and writing, có nghĩa là chúng ta sẽ đọc và viết. Hãy nhìn và đếm, đúng không nào các bạn? Sau đó hãy viết số, những cái số liên quan đến cái hình đó. Và chúng ta sẽ trace là tô chữ, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ xem này. Rectangle là hình gì?
thì chúng ta sẽ tô vào đó đúng không? Rectangle là hình, hình chữ nhật thì chúng ta có hai hình chữ nhật, thì các bạn nhìn thấy số 2 ở đây không nào? Two rectangles. Ok, now triangles là hình gì? Các bạn cùng đếm với cô nha. 1, 2 đúng không nào? Các bạn đếm hết, sau đó các bạn sẽ viết số vào đây cho cô. Và number 2 squares. Các bạn nhìn xem nào, chúng ta cùng đếm nhá. 1, 2, 3 and 4. Ok, tiếp tục circles. Các bạn có bao nhiêu nào? How many, đúng không nào? How many circles? Rồi, các bạn nhớ giúp cô là các bạn sẽ giúp cô làm bài này vào đây, các bạn tô màu vào đây, và các bạn sẽ quay lại video mà các bạn đã nói về phần này. Chúng ta cùng hỏi đáp how many được không nào? Dùng cấu trúc này và trả lời cho cô trên video để cô quay xem, cô xem là chúng ta đã làm đúng chưa nha. Song, listen, sing along. Bài hát của chúng ta để ôn tập lại cái nội dung bài học nào, chúng ta cùng nghe nha. Trên bài này thì các bạn lưu ý lại này. 1, 2, 3, 4. Nhớ nhá, 3 cái chữ thờ này này. Các bạn đọc thờ gió cho cô và cho lưỡi ra ngoài nhá. 1, 2, 3, 4, 5. Nhớ vào chữ cô chữ vờ nhá. 4 còn với chữ r lên một xíu. 6, nhớ có đừng đọc là 6, mỗi 6 không nhá. 6, đúng không nào? 6. Rồi, 7, 8, nhớ bật cho cô chữ tờ nha. Và 10, bật chữ tờ nhẹ nhàng. 10. Rồi, 3 thì phải là triangles, nhớ chưa? Nhớ chữ S ở đây nha. 4 rectangles cũng là như vậy. Circles, how many, đi sau động từ đi sau how many thì danh từ vẫn phải để ở dạng số nhiều đúng không nào? Câu trả lời là 9 là số nhiều thì vẫn phải để ở đây là số nhiều nha. Rồi đó, các bạn lưu ý những cái âm đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe và hát theo nha. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Three triangles, four rectangles. How many circles? 9 circles. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Three triangles, four rectangles. How many squares? 10 squares. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Rồi, ok các bạn, rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo nha. Rồi, phần này của chúng ta sẽ là play the connect three game. Có nghĩa là chúng ta vẫn chơi trò đánh ô số đúng không nào? Chơi trò cờ caro á. Bây giờ làm thế nào để chúng ta ai là người tạo được đường thẳng đầu tiên thì người sẽ là đường thẳng mà có 3 từ đầu tiên thì người sẽ chiến thắng nha các bạn nha. Rồi, bây giờ câu hỏi mà chúng ta cần áp dụng ở đây, chúng ta sẽ có hai câu hỏi. Một là câu hỏi hỏi về tuổi đối với những cái từ mà những cái phần ô mà có cái ô màu vàng này đúng không nào? Có hình tròn màu vàng này. Thì chúng ta sẽ phải hỏi cấu trúc là how old are you? Và câu trả lời sẽ là I'm 9, I'm 10, I'm 7, I'm 5, I'm 8, I'm 3, I'm 6, đúng không nào? Rồi, với cái hình mà có ô màu tím thì chúng ta sẽ phải hỏi cấu trúc là how many. Ví dụ ở đây phải là how many squares, ở đây thì phải là how many pencils, đúng không nào? Đó, rồi các bạn áp dụng lại cái bài này, và các bạn có thể nếu ở nhà chúng ta không thể chơi được thì các bạn có thể là quay video từng ô một và các bạn gửi lại video cho cô nha. Rồi, trong bài này chúng ta sẽ tổng kết lại xem cả team 3 này, tức là chủ đề số 3 này, chúng ta đã học được những gì. I can count to 10. Các bạn đã có thể đếm được từ 1 đến 10 chưa, đúng không nào? I can count shapes. Các bạn có thể đếm được các hình khối chưa, đúng không nào? I can say the sounds of the letter G, H, I. Tức là các bạn đã có thể đánh làm quen được với các nói được cái âm thanh liên quan đến chữ G, chữ H và chữ Y chưa, đúng không nào? I can ask how old someone is. Có nghĩa là bạn đã có thể hỏi được một người nào đó bao nhiêu tuổi chưa, đúng không nào? Nếu mà chúng ta làm được rồi, có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành xuất sắc chủ đề số 3 này rồi các bạn nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Ok, bye bye and see you. Rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ sang đến chủ đề số 4, đó là
Và bây giờ chúng ta sẽ sang đến chủ đề số 4, đó là chủ đề body and face. Body and face. Thì khi các bạn lưu ý này, người Việt mình sẽ có